được xem là chìa khóa mở ra hy vọng đưa sức mạnh quân sự lên hàng bá chủ thế giới. Là con đường ngắn nhất để nâng tầm quốc gia từ nền tảng nghèo nàn, lạc hậu, chỉ trong vài chục năm có thể đạt được thành tựu hàng trăm năm nghiên cứu và phát triển của các cường quốc đi trước. Vâng, chúng tôi đang nói đến chiến lược học tập, sao chép công nghệ quân sự của Trung Quốc. Một sản phẩm kết tinh từ những bộ não thực dụng nhất lịch sử thế giới hiện đại. Nhưng trước khi có được khả năng tạo ra các bản sao của những hệ thống vũ khí hết sức phức tạp chỉ từ vài nguyên mẫu hoặc một phần tài liệu thu thập được, người Trung Quốc thực ra đã ráo riết chuẩn bị cơ sở hạ tầng từ các ngành công nghiệp cốt lõi nhằm hoàn thiện một nền tảng công nghiệp quân sự hết sức vững mạnh. Mọi chuyện phải bắt đầu từ năm 1950, giữa Liên Xô và các cường quốc phương Tây dù từng là đồng minh trong cuộc chiến tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. Nhưng do sự khác biệt về tư tưởng cũng như đường hướng phát triển, mối quan hệ giữa hai bên đã xuất hiện những mâu thuẫn gay gắt. Đúng lúc này, Trung Quốc với hơn 550 triệu dân trên một lãnh thổ với diện tích lớn thứ ba thế giới, cùng nguồn tài nguyên khổng lồ đang nổi lên như một quốc gia hoàn hảo có thể cùng Liên Xô tạo ra một thế lực ngang hàng với các cường quốc phương Tây, đưa tầm ảnh hưởng của Liên Xô cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa lên phạm vi toàn cầu. Hơn nữa, dù từng có quan hệ với cả hai thế lực trong cuộc nội chiến quốc cộng, nhưng phe đang giành ưu thế tuyệt đối tại Trung Quốc lúc này là Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, vốn có sự tương đồng với Liên Xô về hệ tư tưởng. Không để lỡ thời cơ, ngày 14 tháng 2 năm 1950, ngay khi Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chưa kịp hoàn thành thống nhất toàn bộ Trung Quốc lục địa, bao gồm cả Tây Tạng, Tân Cương, Liên Xô đã ký với Trung Quốc Hiệp ước Hữu nghị, Liên minh và Tương trợ, chính thức đặt nền móng cho sự phát triển công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc. Ngay sau đó, từ năm 1950 đến 1956, Liên Xô đã xây dựng tại Trung Quốc hơn 200 cơ sở công nghiệp quan trọng trong nhiều lĩnh vực như hóa chất, lọc dầu, công nghiệp nặng, chế tạo máy bay, đóng tàu, xe tăng và vũ khí cá nhân. Hầu hết các loại vũ khí đó đã được Liên Xô cấp phép để Trung Quốc sản xuất ra những phiên bản nội địa đầu tiên dưới sự giám sát và chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn Liên Xô. Đến tháng 9 năm 1958, các nhà khoa học Liên Xô đã giúp đỡ khởi động lò phản ứng thí nghiệm hạt nhân nước nặng đầu tiên của Trung Quốc và xây dựng máy gia tốc thực nghiệm, đồng thời đào tạo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân cho Trung Quốc. Từ lúc này, về cơ bản, nền tảng công nghiệp quốc phòng hiện đại Trung Quốc đã được thiết lập vừa kịp trước năm 1961 khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev đã quyết định chấm dứt trợ giúp quân sự đối với Trung Quốc. Thế nhưng, đối với tham vọng của người Trung Quốc, chỉ nền móng vững chắc thôi là chưa đủ. Với đường lối đối ngoại hết sức khôn khéo, giới lãnh đạo Trung Quốc lại giúp nền công nghiệp quốc phòng nước này đạt được những bước tiến khổng lồ dưới sự hỗ trợ về công nghiệp quốc phòng từ Mỹ, quốc gia mà chỉ mấy năm trước họ còn coi là địch thủ. Số là người Mỹ lúc này cũng muốn sử dụng Trung Quốc như một đối trọng giúp chống lại Liên Xô từ khu vực châu Á, nên cũng tận tình giúp đỡ, mà không hề hay biết rằng chính họ đang dần tạo nên một thế lực mà trong tương lai sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với quyền lực của họ trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt, sau cái chết của Mao Trạch Đông vào ngày 9 tháng 9 năm 1976, chứng kiến những hậu quả nặng nề từ những kế hoạch trên trời như đại nhảy vọt, đại cách mạng văn hóa, thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc là nhóm Đặng Tiểu Bình, Triệu Tử Dương, Hồ Diệu Bang, lúc này đã quá hiểu rằng những quan điểm đặt quá nặng tính tuyên truyền theo hướng tự đề cao chính mình đến mức xa rời thực tế, thiếu cầu thị, thực ra chẳng mang lại được gì ngoài tự huyễn hoặc dù ngủ chính đồng bào đồng chí của mình. Với tinh thần thực tiễn là tiêu chuẩn để đánh giá chân lý, phe cải cách của Đặng Tiểu Bình ngoài tranh thủ giấu mình chờ thời, tranh thủ Mỹ cùng các nước phương Tây đang đứng trên đỉnh cao chiến thắng, mà âm thầm vừa đẩy mạnh cải cách kinh tế, đồng thời tiếp thu, học tập các công nghệ quốc phòng phương Tây, từng bước củng cố thêm nền tảng công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Thậm chí, để tranh thủ tiền của, kỹ thuật của Mỹ và các nước tư bản phương Tây, Trung Quốc còn tiến hành cuộc xâm lược phi nghĩa vào Việt Nam năm 1979.
Sau sự kiện này, mối quan hệ hợp tác Trung-Mỹ không ngừng được củng cố, giúp Trung Quốc dần tiếp cận, làm chủ không chỉ đối với nền công nghệ, kỹ thuật quân sự tiên tiến của người Mỹ, mà là cả những tinh hoa trong công nghệ quốc phòng và các quốc gia tiên tiến khác như Pháp, Israel, Thụy Sĩ, từng bước hoàn thiện các quy chuẩn, phương pháp nghiên cứu và phát triển kỹ thuật quân sự. Đến năm 1986, Mỹ lại giúp Trung Quốc hiện đại hóa tiêm kích J-82 với hệ thống điện tử phương Tây. Đỉnh cao của hợp tác quân sự Trung-Mỹ phải kể đến là dự án hợp tác phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực Jaguar. Đây là chiếc xe tăng đa quốc gia. Thân xe là mẫu Type 59 của Trung Quốc, bản sao từ T-55 của Liên Xô, tháp pháo M-68 của Anh và hệ thống điện tử của Mỹ. Đến thời điểm này, các cơ sở hạ tầng cùng trình độ kỹ thuật quân sự của Trung Quốc về cơ bản đã phát triển đến mức toàn diện. Điều đó cũng có nghĩa là người Trung Quốc hoàn toàn có thể chế tạo hầu hết các loại vũ khí, khí tài quân sự trên khắp thế giới, miễn là họ nắm được chi tiết các kết cấu kỹ thuật. Theo tinh thần không cần biết mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột. Với nền tảng công nghệ sẵn có, giới lãnh đạo Trung Quốc thay vì dồn toàn lực đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ quân sự cho riêng mình, thì lại phân bổ thêm nguồn lực vào các hoạt động nhằm tiếp cận những thiết kế vũ khí, khí tài sẵn có của nước ngoài, rồi bắt đầu tiến hành hàng loạt các hoạt động nhân bản, sao chép công nghệ quốc phòng với quy mô chưa từng có. Cũng như lần trước, nạn nhân đầu tiên của chính sách thực dụng kiểu Trung Quốc lúc này lại tiếp tục là những người Liên Xô. Nhân lúc siêu cường này lâm vào khủng hoảng, người Trung Quốc đã không ngại vung tiền mua sắm vũ khí quy mô lớn với cả Liên Xô và sau này là Nga, Ukraine. Những loại vũ khí chủ yếu được Trung Quốc lựa chọn là các hệ thống tối tân như hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, chiến đấu cơ, tàu chiến thế hệ mới nhất. Thế nhưng, việc mua vũ khí để trang bị cho quân đội hoàn toàn không phải mục đích thực sự của Trung Quốc. Chỉ vài năm sau, lấy lý do máy bay chiến đấu Nga không còn đáp ứng được nhu cầu của quân đội, Trung Quốc đã hủy hợp đồng với Nga. Bất chấp sự giận dữ nhưng bất lực của người Nga, Trung Quốc đã thản nhiên trình làng dòng máy bay chiến đấu nội địa mới mang tên Shenyang J-11B, được chế tạo và trang bị trong nước, trông giống hệt Su-27. Trong khi đó, chiếc L-15 bị nhiều người xem là bản sao chép của máy bay huấn luyện Yak-130 và Shaanxi Y-9 là bản sao của An-12. Kế sau các mẫu chiến đấu cơ, hàng loạt hệ thống vũ khí hiện đại bậc nhất đã làm nên uy tín của nền công nghiệp quốc phòng Nga trên trường quốc tế như hệ thống phòng không S-300, tổ hợp tên lửa pháo phòng không tầm trung Pantsir, pháo tự hành 2S-19, pháo phản lực BM-30 Smudge cũng không thoát khỏi cảnh phải trở thành nạn nhân trong quy trình kỹ thuật đảo ngược theo cách gọi của người Nga. Theo đó, thay vì phải vất vả trải qua các bước từ nghiên cứu, thiết kế, phát triển thử nghiệm và chỉ đi vào sản xuất sau khi mẫu thử nghiệm đã thành công, người Trung Quốc sẽ mổ xẻ những mẫu thiết kế có sẵn, khả năng thực tế đã được chứng minh của nước ngoài rồi đi thẳng vào sản xuất hàng loạt. Nhờ vậy, họ có thể tạo ra những vũ khí với thông số kỹ thuật tương đương bản gốc với mức giá rẻ hơn rất nhiều nhờ không cần phải chi đến hàng trăm tỷ đô la và công sức cho hoạt động nghiên cứu lý thuyết, thiết kế và thử nghiệm. Trước tình trạng những thiết kế vũ khí tối tân của mình không những bị sao chép công khai mà còn trở thành công cụ kiếm tiền của Trung Quốc thông qua hoạt động xuất khẩu, người Nga trước các khó khăn về tài chính đã thay vì ngừng xuất khẩu vũ khí sang Trung Quốc thì lại buộc nước này phải mua vũ khí với số lượng lớn, đồng thời đòi tiền bản quyền từ bản sao vũ khí Nga do Trung Quốc sản xuất. Tuy vậy, giải pháp này vẫn bị các chuyên gia quốc phòng Nga cho là thiếu hiệu quả và đã thất bại trong việc ngăn chặn Trung Quốc sao chép vũ khí. Đến năm 2005, Trung Quốc đóng góp 60% doanh số vũ khí xuất khẩu của Nga. Đến năm 2012, dù giao dịch vũ khí Nga và Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 8,7%. Nhưng đến năm 2014, cuộc khủng hoảng tại khu vực miền đông Ukraine bùng nổ đã khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng. Và kể từ đó, việc buôn bán vũ khí, hợp tác quân sự Moscow-Bắc Kinh lại khởi sắc trở lại. Cho đến hiện tại, hành vi trộm cắp công nghệ của Trung Quốc đã được người Nga coi là cái giá phải trả và là điều không thể tránh khỏi khi hợp tác với Bắc Kinh. Trước hoạt động xuất khẩu vũ khí sao chép với giá rẻ của Trung Quốc, Nga thậm chí còn đang phải đối mặt nguy cơ bị Trung Quốc dần loại ra khỏi các thị trường vũ khí truyền thống. Nhưng thật ra, Nga không phải là nạn nhân duy nhất. Chính hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ cũng đang phải gánh chịu những hậu quả do chính mình gây ra
do trước kia đã tận tình giúp đỡ Trung Quốc hoàn thiện nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến. Dù không còn được Mỹ cung cấp cho những nguyên mẫu trang thiết bị quân sự để có thể dễ dàng tự mổ xẻ, sao chép như đối với Nga, nhưng Trung Quốc vẫn tìm được cơ hội khi Mỹ sa lầy vào cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông và Afghanistan trong suốt 20 năm với mức chi phí hao tổn lên tới 2.100 tỷ đô la chỉ riêng tại Afghanistan mà gần như không thu lại được một chút lợi ích nào. Chính quyền Trung Quốc nhân đó đẩy mạnh vào phát triển khoa học công nghệ với tham vọng đạt được thế cân bằng với Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao mới nổi, có thể áp dụng vào phát triển công nghiệp quốc phòng như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, công nghệ thông tin, định vị vệ tinh với một số biện pháp như đẩy mạnh số lượng cá nhân ưu tú đến Mỹ và các quốc gia đồng minh để vừa học tập, vừa cài cắm các gián điệp công nghệ, kết hợp chính sách ép buộc chia sẻ công nghệ đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Trung Quốc, cùng cơ chế phối hợp linh hoạt giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, sẵn sàng đưa các thành tựu công nghệ từ dân sự vào phục vụ quân sự. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc tăng cường tài trợ cho các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài có mục tiêu nhằm đánh cắp mạng và khai thác quyền truy cập của công dân Trung Quốc vào các công nghệ mật của Mỹ và đồng minh, cũng như khai thác các dịch vụ tình báo, xâm nhập máy tính và các cách tiếp cận bất hợp pháp khác. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tìm cách đạt được những tiến bộ kỹ thuật có giá trị bằng cách tiến hành hợp tác riêng với các đồng minh của Mỹ đã mua và sử dụng vũ khí Mỹ. Chính vì lý do này mà Mỹ quyết định không xuất khẩu tiêm kích tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor. Nhưng đáng kể nhất, đó là chiến lược sao chép công nghệ quân sự dựa trên các tài liệu có được từ các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn. Bất chấp những lời phủ nhận từ phía chính phủ Trung Quốc, nhiều quan chức quốc phòng Hoa Kỳ vẫn tuyên bố rằng các tin tặc quân sự Trung Quốc thực hiện thành công các phi vụ trinh sát kỹ thuật trong việc đánh cắp các tài liệu kỹ thuật tuyệt mật trong một số trường hợp. Theo một số nguồn tin tình báo, Trung Quốc với thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào và công nghệ thông tin đã có thể lấy cắp được những tài liệu mang hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao. Trong đó có không ít chi tiết kỹ thuật được lắp đặt trên các thiết kế chiến đấu cơ tối tân của Mỹ như dòng tiêm kích Lockheed Martin F-35. Thậm chí đến cả máy bay chiến đấu không người lái Northrop Grumman X-47B cũng bị phía Mỹ cho là đã không thoát khỏi bàn tay của tin tặc Trung Quốc. Trong một báo cáo 2018 gửi tới Thượng viện từ Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Philip Davison thuộc Bộ Chỉ huy Phương Bắc Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, cho biết Trung Quốc hiện đã tiếp cận tới những công nghệ quân sự hết sức tối mật của Mỹ. Đáng chú ý nhất là các công nghệ hàng không, một số khí tài tác chiến chống ngầm và phương tiện lưỡng cư, các thiết bị cảm biến mới dùng trong tàu ngầm tàng hình. Vị đô đốc sinh năm 1960 cũng cảnh cáo rằng Trung Quốc đang đánh cắp công nghệ ở mọi nơi có thể và đã sử dụng rất tốt điều đó để làm lợi cho mình. Điều đó hiển nhiên sẽ tạo ra nguy cơ khiến các lợi thế quân sự cốt lõi của quân đội Mỹ bị suy giảm. Trước đó vào năm 2016, Mỹ thậm chí đã kết án một công dân Trung Quốc tìm cách lấy thông tin quân sự nhạy cảm, bao gồm dữ liệu liên quan đến F-22 và F-35 cũng như máy bay vận tải quân sự C-17. Thế nhưng, nhiều quan điểm tại Mỹ vẫn giữ thái độ lạc quan, cho rằng các vũ khí dạng nhân bản của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không có chất lượng và đầy đủ các tính năng của bản gốc. Tuy nhiên, đa phần các quan chức quân đội và công nghiệp quốc phòng Mỹ vẫn tỏ ra hết sức lo ngại trước các chiến dịch gián điệp mạng ngày càng tinh vi của người Trung Quốc đang diễn ra sẽ cho phép quân đội nước này nhanh chóng cải thiện kho vũ khí và trong tình huống xấu hơn, họ sẽ làm chủ được các loại công nghệ lõi để từ đó có thể phát triển nên các dòng vũ khí mới cho riêng mình mang theo các tính năng có thể khắc chế được những chiến đấu cơ thể thứ 5 của Mỹ như F-22 và F-35. Trong đó, dễ thấy nhất là những nét tương đồng đáng kể giữa các máy bay J-20 và J-31 của Trung Quốc với F-22 và F-35 của Lockheed Martin. Bên cạnh hai dòng máy bay thế hệ thứ 5 lừng danh, Trung Quốc cũng có các phiên bản vũ khí nội địa của riêng mình với thiết kế tương đồng đến đáng ngạc nhiên với các vũ khí của Mỹ như tàu đêm khí Type 726 bị coi là bản sao của LCAC, sản phẩm mang tính cách mạng trong tác chiến đổ bộ của người Mỹ. Tương tự, tàu khu trục lớp Aleberg được Mỹ chế tạo trên nền tảng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis với thiết kế chuyên dụng để đối phó với các cuộc tấn công đường không quy mô lớn, cũng không tránh khỏi cảnh bị Trung Quốc nhân bản để tạo ra phiên bản nội địa mang tên Type 052D. Trình độ sao chép vũ khí của Trung Quốc còn được nhiều người xem là đến mức tiệm cận hoàn hảo khi chứng kiến màn thể hiện của những mẫu máy bay không người lái như Chengdu Winglong bị xem là bản sao của MQ-1 Predator. Và SVU-200
bị xem là bản sao của Northrop Grumman MQ-8. Riêng đối với dòng trực thăng Z-20 là bản sao chép của dòng S-70C-2, chính là phiên bản dân sự của dòng UH-60 Black Hawk lừng danh, còn được đánh giá là có phần vượt trội hơn cả UH-60 Black Hawk với hộp số và động cơ được Trung Quốc phát triển độc lập. Quả thật, nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ phía chính phủ cùng khả năng học hỏi nhanh chóng của mình, người Trung Quốc đã thành công tạo nên một trong những nền công nghiệp quốc phòng đồ sộ nhất thế giới nhờ nhân bản hàng loạt thiết kế vũ khí từ khắp nơi. Tại Mỹ cũng bắt đầu xuất hiện những lo ngại về viễn cảnh người Trung Quốc từ chỗ bắt chước, sao chép, có thể sánh ngang với Mỹ về công nghệ quốc phòng trong tương lai. Đến đây, Việt Cường xin chào, hẹn gặp lại và chúc mọi người một ngày tốt lành.